Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, quyển 61, phẩm vào Pháp giới thứ 39 bấy giờ đại bồ tát phổ hiền quán khắp tất cả bồ tát chúng hội dùng phương tiện đồng pháp giới phương tiện đồng cõi hư không phương tiện đồng cõi chúng sinh phương tiện đồng ba đời đồng tất cả kiếp đồng tất cả chúng sinh nghiệp đồng tất cả chúng sinh dục đồng tất cả chúng sinh hiểu biết đồng tất cả chúng sinh căn đồng tất cả chúng sinh thành thục thời đồng tất cả pháp quang ảnh vì các bồ tát dùng mười thứ câu pháp khai phát hiển bày chiếu sáng diễn nói ta muội sư tử tần thân này những gì là mười đó là diễn nói câu Pháp có thể thị hiện tất cả cõi Phật trong hạt bụi đồng Pháp giới, chư Phật xuất hiện ra đời thứ lớp, các cõi thành hoại thứ lớp, diễn nói câu Pháp có thể thị hiện trong tất cả cõi Phật, đồng cõi hư không, hết kiếp thủa vị lai, âm thanh tán thán công đức của Như Lai, diễn nói câu Pháp có thể thị hiện trong tất cả cõi Phật, đồng cõi hư không, Như Lai xuất hiện ra đời, vô lượng vô biên môn thành chánh giác diễn nói câu Pháp có thể thị hiện trong tất cả cõi Phật, đồng cõi hư không, Phật ngồi đạo tràng Bồ Tát Pháp hội, diễn nói câu Pháp trong tất cả lỗ chân lông, niệm niệm xuất hiện tất cả thân Phật, biến hóa đồng ba đời đầy dẫy Pháp giới, diễn nói câu Pháp có thể khiến một thân đầy dẫy mười phương tất cả biển cõi bình đẳng hiển hiện. Diễn nói câu Pháp có thể khiến trong tất cả cảnh giới khắp hiện thần biến của chư phật ba đời diễn nói câu pháp có thể khiến cho trong cõi phật nhiều như số hạt bụi khắp thị hiện đủ thứ thần thông biến hóa của phật nhiều như số hạt bụi tất cả cõi phật ba đời trải qua vô lượng kiếp diễn nói câu pháp có thể khiến cho trong tất cả lỗ chân lông sinh ra biển âm thanh đại nguyện của tất cả chư phật ba đời hết kiếp vị lai khai phát hóa độ tất cả Bồ Tát diễn nói câu pháp có thể khiến cho tòa sư tử của Phật lượng đồng pháp giới, Bồ Tát chúng hội đạo tràng trang nghiêm đồng nhau không khác biệt, hết kiếp vị lai chuyển đủ thứ bánh xe pháp vi diệu Phật tử mười câu pháp đó làm đầu có các câu pháp nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật đều là cảnh giới trí huệ của Như Lai.